Đại Nghĩa xin chào tất cả quý vị khán giả. Chúng ta gặp lại nhau trong chương trình hôm nay, chương trình Bạn Đời An Ý. Thưa quý vị, chương trình Bạn Đời An Ý do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với Hải Nam Media thực hiện và phát sóng hàng tuần vào lúc 21 giờ 30 phút thứ sáu trên kênh HTV7. Và cảm ơn nhãn hàng Ruby của BBK và nhãn hàng gia dụng Johnson đã đồng hành cùng với chúng tôi trong chương trình này. Và đây ba người bạn đồng nghiệp của Đại Nghĩa rất quen thuộc với mọi người trong chương trình Bạn Đời An Ý, Hoàng Rapper, nghệ sĩ ưu tú Cát Tường và tiến sĩ tâm lý Linh Trang. Hôm nay ai cũng tươi tắn đẹp đẽ trơn trọi ha, đặc biệt là hai người phụ nữ chắc có hẹn hay sao đó, tông màu rực rỡ quá trời quá đất. Hôm nay chúng ta sẽ gặp gỡ một cặp đôi cũng đặc biệt lắm. Cái mối cơ duyên ban đầu họ gặp nhau nó cũng đặc biệt. À, rồi khi họ là vợ làm chồng rồi, nó cũng có nhiều chuyện vui buồn, nó lạ lùng lắm. Một lát nữa mình sẽ từ từ mình tìm hiểu coi cặp đôi đó như thế nào, và cái khoảng thời gian họ ở bên nhau có những chuyện vui, chuyện buồn gì đã xảy ra, họ sẽ chia sẻ với tất cả mọi người. Còn ngay bây giờ, mời tất cả quý vị khán giả hãy cùng xem một đoạn clip để biết nhân vật sẽ xuất hiện trong ngày hôm nay là ai nha. Giờ mình làm cái kiểu nè, nhưng mà mình không làm dễ thương, ba làm cái mặt ba xấu là mày đó, để mày tạt nước bằng cái, hiểu không? Chưa cái nhịp tôi là tăng rồi mà mình mới tạt luôn, mặt mẹ luôn rồi nào, mẹ néo mà bên đây có nghĩa là bà tăng mà mày tạt, mày hiểu không? Lại đi. Đẩy vô. Đẩy sau lưng luôn. Ôi nghĩ ba mệt quá, mẹ ba có hợp nhau thì hết cái mệt quá. Chơi cái gì mà cũng hợp nhau hết à. Không mệt thì nãy giờ mẹ nói mày làm được mà ba cứ nói không được, ba khó không á, chơi ba cái này có gì đâu mà nghiêm túc ghê á, chỉ cho vui thôi mà. Bây giờ nè, ba thấy nào giờ ba mẹ không có hệ quý nhau cái gì. Thôi mẹ thấy bây giờ khoan, bây giờ nè ba đang kiếm một cái game show. Game gì? Ba với mẹ chơi cái game đó để xem là vợ chồng mình hiểu nhau cỡ nào. Nếu như mà hạng nhất á là mình hiểu nhau, còn hạng nhì thì hơi, mà hạng ba thì nên về suy nghĩ xem có nên ở với nhau nữa hay không. Ok. Biết nghe gì không? Không, mẹ không biết. Đó là game Bạn Đời Như Ý. Như ý luôn. Cái nhân vật mà trong cái đoạn clip quen thuộc với chúng ta mà phải không ạ? Cái anh chồng của nó không xa lạ gì với các sàn diễn cũng như là các chương trình truyền hình, diễn viên Lê Nam cùng với bà xã xinh đẹp duyên dáng, nhưng mà hai chồng công nhận lầy lội ghê không? Không biết chơi cái trò gì trước mặt mà chơi cái tạt nước vô trong mặt nhau. Mà vui nhất là công chồng nó rủ vợ đi chơi mà nói cái tên chương trình vẫn sai quý vị nha. Chương trình là Bạn Đời Ăn Ý, chưa chi là thấy muốn thua rồi đúng không? Đây, bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ với hai nhân vật chính ngày hôm nay, Lê Nam và Ngọc Quyên. Dạ, chào chị Cát Tường, chào chị Linh Trang, dạ, chào em Hải, dạ, chào tất cả mọi người trong trường quay, dạ. Em nói em Hải là em nào? Hải là nào? Quên, Hoàng Rapper. Oh yeah. Tại vì ở đây có ba người thì hai người á thì em kêu bằng chị, hai người thì người nào cũng trẻ hết, thực sự rất là trẻ trung, nhưng mà Hoàng thì kêu bằng em, nhưng mà thực sự mặt Hoàng hơi già so với nhưng mà cái điều đó cũng không có lý giải được cái chuyện em gọi lộn tên ta, giống như em gọi lộn tên chương trình của anh. Đó, tại lúc đó là thực sự chơi là biết là có thể là một cái chương trình là Bạn Đời Ăn Ý, Bạn Đời Ăn Ý, nhưng mà tại vì em với vợ em thì lúc nào gặp nhau cũng giống như là một mối lương duyên như ý gì đó. Như ý chứ còn ăn ý thì chưa biết có ăn ý hay còn không. Còn anh thì cái tưởng là giờ em tạt nước riết em quán em gọi lộn tên chứ gì hết trơn rồi, dạ, đó cũng có, dạ sau cái bữa đó là em lao nhà cũng hơi mệt, dạ. Anh thấy hình như tạt đâu cũng phải 5-7 gáo nước đúng không? Cái này là cắt bớt ạ. Cắt bớt đó hả? Cắt bớt. Nguyên bữa đó em tạt được bao nhiêu ly em nhớ không? 10 ly anh. 10 ly luôn, dạ. Hả? Em làm hoài không được phải không? Vợ chồng em cũng chịu hy sinh mà lầy lội quá ha. Hồi nãy anh có nói nhẹ chút xíu là cái mối lương duyên của hai người này gặp nhau nó cũng ly kỳ lắm. Chút xíu nữa kể cho mọi người đây nghe nha. Còn bây giờ thì hãy chào đón Lê Nam và Ngọc Quyên đến với chương trình. Mời em về chỗ.
cặp đôi sẽ trải qua 3 thử thách lần lượt có tên gọi thấu hiểu, đào độ sẻ chia cùng lên tiếng. Sau 3 vòng, nếu điểm của người chơi trùng với điểm của ban bình luận thì cặp đôi sẽ nhận được giải thưởng gồm 10 triệu hiện kim và voucher làm đẹp trị giá 50 triệu đồng. Nếu điểm của người chơi thấp hơn điểm của ban bình luận, cặp đôi sẽ nhận được giải thưởng gồm 5 triệu hiện kim và một cặp điện thoại trị giá 15 triệu đồng. Nếu điểm của người chơi cao hơn điểm của ban bình luận, cặp đôi sẽ nhận được giải thưởng gồm 5 triệu hiện kim và một bộ sản phẩm gia dụng của Johnson. Bên cạnh đó, cặp đôi còn nhận được một phần quà từ nhãn hàng Ruby của BBK. Đến với chương trình này thì chúng ta sẽ có tất cả là 3 thử thách, và qua mỗi một thử thách như thế chúng ta sẽ dần dần thấy rằng là giữa mình và người bạn đời của mình có thật sự ăn ý với nhau hay không. Điểm nào ăn rồi thôi, tiếp tục ăn cho nó ngon. Còn điểm nào chưa ăn, về mình dặm mắm, dặm muối vô cho nó ngọt ngào, nó đầm ấm. Nhưng mà bây giờ trước tiên các em sẽ tự đánh giá cái mức độ ăn ý của vợ chồng mình trên thang điểm 10 là bao nhiêu điểm. Có 7 điểm thôi không? Dạ 7 thôi. Dạ cuộc sống hai chồng em cãi lộn hoài luôn á. Có nhiều cặp vô đây cũng cãi lộn hoài, em cãi tới lúc đi về luôn đó. Nhưng mà cái điểm ăn ý của họ vẫn rất là cao. Nhiều khi là cãi quen miệng, vui miệng cãi vậy thôi. Vợ chồng em làm sao, cãi là cái thiệt hay là cãi cho vui cà khịa nhau thôi? Không, cãi thiệt anh. Tại vì hai chồng em cãi từ lúc mà yêu nhau tới lúc đám cưới rồi tới lúc về động phòng rồi. Ủa động phòng mà cũng cãi nữa hả? Cãi đêm động nó phòng cãi vụ gì ta? Đêm nó cãi dữ, đêm nó cãi lớn luôn á. Này có nhiều cái để chúng ta khai thác đây. Nhưng mà bây giờ thì có lẽ là các vị trong ban bình luận và khán giả chưa biết vì sao họ đến với nhau đúng không? Mình có thể kể ngắn gọn, xúc tích cái câu chuyện tình của mình khi mình gặp cô ấy ở đâu không Nam? Dạ em gặp vợ em là ở chùa Bà Bình Dương à. Cái ngày hôm đó em đi quay thì vô tình gặp vợ em. Thì hai vợ chồng hẹn nhau, hẹn ngay chùa. Chùa Bà, cái hai vợ chồng gặp nhau để mà giống như là biết mặt nhau ngoài đời á. Để cua nhau luôn. Thì là đó, trước đó thì là biết nhau ở đâu? Biết nhau trên mạng thôi. Biết trên mạng thôi. Thì cái ngày gặp gỡ đó thì bắt đầu đi vòng vòng đi chơi. Thì vô mấy cà phê giỏng rồi chơi á nghĩa. À vô cà phê giỏng chơi. Dạ. Ủa tôi sao tự nhiên đang đi chùa quẹo qua cà phê giỏng vậy? Hai cái môi trường nó mới liên quan với nhau hết trơn. Tại chị biết không, trên Bình Dương thực sự ra là chỉ có cà phê giỏng đồ này nọ đồ nó nhiều á. Còn chỗ chơi nó cũng không có nhiều. Cưới rồi có con luôn. Và chúng ta sẽ đến với những thử thách để coi coi vợ chồng em hiểu nhau như thế nào nha. Thử thách đầu tiên, thấu hiểu. Giờ mời Nam lên đây cùng với anh nào. Dạ. Nam sẽ đứng đây trả lời, còn với Quyên thì em sẽ viết câu trả lời của em lên trên tấm bảng nha. Nam qua đây. Để coi coi hai chồng có nhớ những cái kỷ niệm của nhau hay không, hoặc là có biết về tính cách, về sở thích, về thói quen của nhau hay không. Dạ. Câu số 1, cái địa điểm hẹn hò thường xuyên của hai người là ở đâu? Dẫn giọng mà. Dẫn giọng hả? Dẫn giọng. Đáp án của em là gì? Rạp chiếu phim không trùng khớp nha. Ủa có rạp chiếu phim nào có giọng không Nam? Vậy hóa ra là em đi giọng với ai nữa. Em đi giọng với ai? Bà mấy cái chỗ đó đang lẽ bà phải nhớ thì gặp chiếu phim. Không, em với vợ em không bao giờ đi gặp chiếu phim. Không, bây giờ anh nghi ngờ quá. Vậy là cuối cùng vợ em đi gặp chiếu phim với ai? Ủa hai chồng em kỳ vậy? Ủa em đi giọng với ai? Vợ em đi gặp chiếu phim với ai? Là sao Quyên? Em không biết. Mà lúc mới quen nhau là hai chồng hay đi đạp chiếu phim lắm, đã quên á. Câu số 2 đây, câu này anh biết chắc là Nam sẽ nhớ ngay luôn. Bạn nhậu thân thiết nhất của Lê Nam là ai? Ghi vô đi em. Nhậu xong mà đột quỵ luôn á. Là ai? Từ từ phải nói nha. Quỵ luôn. Long đẹp trai. Long đẹp trai là bạn nhậu thân thiết dạ, nhất đúng, của em. Thân thiết nhất của em từ lúc mà nụ cười mới tới bây giờ. Mà đến bây giờ vẫn còn? Vẫn bây giờ vẫn còn. Một tuần mấy buổi? Bây giờ thì hạn chế rồi vậy. Là mấy buổi? 3 buổi thôi. Một tuần 3 buổi mà hạn chế. Hạn chế lắm rồi đó. Chứ trước đây khi mà chưa chế đó thì là bao nhiêu? Chưa chế là đủ một tầng luôn. Đủ một tầng luôn? Đủ một tầng. Ủa sao kỳ vậy? Long đẹp trai cũng có vợ là Phi Nga, có con luôn, em cũng vậy luôn, rồi sao hai người hẹn hò suốt ngày vậy? Đi chung mà, bởi vì đâu có ghen gì đâu. Tâm sự. Có vợ đi chung luôn? Có vợ đi chung luôn. Đáp án của Quyên là gì? Đội banh không trùng khớp nha. Dạ, cái chuyện là vậy, anh Long đẹp trai nó là nằm trong cái đội banh. Đó. Đá banh chung nhau thì chắc bả lộn. Mà giờ là giảm rồi đúng không? Giảm rồi anh ơi. Ừ, phải giảm. Đó, giảm từng 7 bữa còn từng 3 bữa còn 3 đó. Bữa thôi chị. Dạ. Có từng có chị Cát Tường nữa. Có từng có chị Cát Tường. Có luôn Cát Tường. Có lâu lâu dính sạc ngang hoặc. Câu số 3 nè. Ai là người hay ghen hơn? Trời ơi, câu này nó dễ. Trời ơi, dễ sợ luôn. Dễ quá dễ. Đáp án là gì? Vợ em ghen dữ dội lắm hả? Ghen dữ dằn.
Ghen mà em đột quỵ luôn mà. Là sao giờ ghen đột quỵ luôn? Ghen mà em về. Em có làm cái gì không để giờ em phải ghen em như vậy? Em không làm gì hết, chỉ con bé nó lên mạng nó nhắn tin là ông xã em nhớ ông xã lắm. Nhưng mà nó nhắn lộn cho em. Em đã giải thích bao nhiêu lần rồi, không nhắn lộn hiểu. Thiệt không? Nhắn lộn thiệt anh. Em rất là trung thủy. Ủa mà sao kỳ vậy? Tại sao nhắn lộn trên mạng có thể được? Cái Facebook của em, cái mặt của em, cái tên của em sao mà ta nhắn lộn qua được? Thôi mình đừng nói chuyện này gì hết. Comment luôn anh, comment nè. Ông xã ơi nữa, mà biết sao em ở nhà mà em không điên máu em lên. Thôi được. Thôi mà bỏ chuyện này đi. Bỏ hả? Đáp án của em là gì? Vợ. Nhưng mà nè, ngoài cái lần mà em ghen vì cái người đó ra, em còn có hay ghen với những cái chuyện khác của Nam không? Ví dụ như Nam hay đi sớm về khuya, Nam đi quay xa nhà nhiều ngày. Dạ. Em dạ có ghen không? Em chỉ hay lên Facebook ổng em coi comment á, cái rồi cái em thấy ai mà comment mà thấy nó kỳ kỳ, ta có vợ rồi mà comment là em ghen, chứ còn em không có ghen đồng nghiệp. Nhưng mà vấn đề là khi người ta comment vậy, Nam có trả lời lại anh ta không? Dạ có, cũng thả thính á anh. À. Cũng thả thính em mới ghen anh. Em có nhắn là rõ ràng là mấy đứa ơi anh có vợ rồi, mấy đứa nó nghe nó cứ nhắn tin làm sao em chối được. Câu tiếp nè, câu số 4, Ngọc Quyên lập kênh YouTube vào ngày nào? Tức là vợ em cũng có cái kênh YouTube riêng của vợ em. Dạ, dạ. Mà có kiếm tiền được từ cái trang đó chưa? Chưa, làm cho vui. À, làm cho vui. Dạ, thôi hả? Không kiếm tiền, tốn tiền thôi. Tốn tiền. Tốn tiền em mua đồ ăn cho anh. Ghi ngày luôn anh. Ghi ngày luôn hả? Hoặc là cái thời điểm nào đó đi. Dạ. Cái thời điểm nào đó đi, không nhớ chính xác ngày. Cách đây bao nhiêu tháng đi, thí dụ vậy đi. Ví dụ vậy. Cách đây bao nhiêu tháng đi. Rồi, dạ. Em. Trước Tết 1 tháng. Rồi, Quyên, sao em? Dạ, 2 tháng. 2 tháng. Ủa mà giờ em lập kênh YouTube chi vậy em? Tại vì vợ em thích ăn uống anh. Về cái đề tài gì? Đề tài ăn uống, ẩm thực này nọ rồi đó thì... Là tự quay clip. Tự quay clip rồi tự ăn rồi tự đi chơi rồi tự quay cái này cái kia cái nọ rồi. Em có hỗ trợ cho vợ em không? À có nhiều chứ ạ. Dạ. Tài khoản. Dạ. Câu tiếp theo nè. Địa điểm du lịch yêu thích nhất của Ngọc Quyên là ở đâu? Địa điểm du lịch mà vợ em thích nhất á nha. Ta. Đà Nẵng. Sao em nghĩ rằng Đà Nẵng? Tại vì Đà Nẵng nó có cái Bà Nà Hill. Bà Nà Hill. Bà hay nói là thích lên Bà Nà Hill lắm. Mà hai vợ chồng từng đến đó chưa? Dạ chưa bao giờ đến đó. Tại sao? Tại công việc. Công việc dạ. Công việc mà bộn như là có hai đứa nhỏ nó cũng còn nhỏ quá dạ. Ừ. Dạ. Nên cho nên là chưa có cơ hội đúng chưa không? Chưa có cơ hội dạ. Còn Quyên sao em? Thái Lan. Mẹ nói là bữa mẹ đi Thái Lan rồi mà thích đi nữa. Bị Thái Lan hoài. Cái này người nè anh Nghĩa hỏi một câu gọi là địa điểm nào yêu thích nhất mà chưa tới? Không. Anh đã từng nói rất tới rõ rồi là mà. Tới rồi hoặc là chưa tới đều được hết. Anh hỏi lại đi. Anh hỏi lại đi để, dạ. Xí xóa con này luôn. Rồi, coi như hỏi thêm câu khuyến mãi cho em nè. Hỏi thêm. Món ăn mà Lê Nam yêu thích nhất là món gì? Chất quốc nữa nè. Đó là nhạc lên sớm hơn. Món ăn mà em yêu thích nhất là món gì? Em thích nhất là món phở. Mời Quyên. Phở, chính xác luôn. Mà hai vợ chồng là ra ngoài ăn hay là vợ em có nấu món phở cho em ăn bao giờ chưa? À, thường thường là những món như vậy là em nấu không à. Em dạ, nấu luôn là giỏi vậy hả? Dạ. Phở, bún bò, hủ tiếu, bún riêu này nọ. Bún riêu bà nấu còn cứ cả cái mấy cái món kia em nấu hết. Dạ, những món mà ăn chơi là em nấu hết. Vậy còn những bữa cơm hàng ngày trong gia đình á, nếu như mà chồng em không đi quay, không đi diễn ở nhà với em thì có vào bếp nấu cho em ăn không? Vậy là hai chồng cùng nấu hả? Cùng nấu luôn dạ. Hả? Quá dễ thương luôn. Rồi bây giờ thì mời Nam về chỗ đi, Quyên lên đây với anh nha. Bây giờ sẽ là những câu hỏi nó liên quan tới những hình ảnh mà em sẽ được xem nha. Nhìn lên màn hình nào. Đây. Hình số 1, số 2, số 3. Không có tấm hình nào mà cái áo nó nhã nhặn hết trơn. Đàn ông thứ thiệt đó nha. Mà toàn là áo bông hoa, chim cò, không hiểu sao luôn á. Em nói nghe nè, cho anh hỏi thiệt. Mấy cái bộ đồ mà Nam mặc đi diễn, đi quay rồi ngoài đời thường là có bàn tay em nhúng vô không? Dạ có. Hèn chi bông hoa lá không vậy? Không. Bông hoa lá là em chọn hay là chồng em tự chọn? Em chọn mà chồng em cũng thích nữa. Chồng em cũng thích nữa. Em mới mặc vậy cho trẻ. Vậy thì trong 3 chiếc áo sau, đâu là chiếc áo mà Lê Nam thích nhất? Rồi em, số mấy? Dạ, số 3. Em nghĩ là chồng em thích mặc áo số 3 nhất. Sao mặc đôi vậy? Hồi bữa ổng nói với em là em thích mặc cái áo màu đen đó, lấy áo đen cho ba đi mà phim nào cũng lấy phiệt áo đó hết á. À, có dạ, một cái áo mà quay bao nhiêu bộ phim luôn dạ, em. Dạ đúng rồi. Tức là do thích cái áo đó hay là do làm biến đầu tư em? Như thích cái áo đó là anh thích màu áo. Màu bông bụp đó, đó. Thích cái bông bụp à. Người đàn ông của gia đình thích cái bông bụp. Dạ. Số 3, phải không Nam? Số 2. Không cùng khớp. Bữa bà nói mẹ thích cái áo màu đỏ và số 2. Sau cái câu hỏi phải để ý người ta chứ. Ta kêu hai nha, hai nha. Nhá nữa. Nam ơi,
hay là do trước ống kính với mọi người em mắc cỡ khi cho người ta biết rằng em khóa cáo hình bông bực? Ừ, có. Em thích số 2, tại bả sao á bả. Thiệt. Câu tiếp theo, mời em nhìn lên. Mời chị ngồi đây. Cuối cùng tôi cũng ngồi chỗ cũ. Bây giờ nhà nam thì nhà nam, nhà nữ chứ. Ngồi lộn xộn gì sao tư cách ngồi nói chuyện được. Rồi bắt đầu nói chuyện nè. Bây giờ tôi quyết định con nghỉ học và làm đám cưới đi. Sao kỳ vậy ba? Trời ơi, con không có đám cưới đâu. Cái thằng này. Ôi. Trời ơi, cái thằng này mày ăn ốc mày không chịu hút vỏ hả mày? Mày dính chanh mày bỏ vỏ luôn hả mày? Em có coi cái mục này của nam diễn chưa? Em có coi Siêu Thị Cười nhiều nhưng mà em chưa coi cái tiểu phẩm này. Vậy thì bây giờ em đoán đi, cái câu thoại tiếp theo của chồng em sẽ nói gì? Em còn không nhớ. Em không nhớ luôn à. Đây, có gợi ý cho em nha. Số 1 nè, giờ tụi con còn đi học mà, rồi đời trai của con thì sao? Số 2 nè, ủa thì đúng mà, ăn ốc ngu gì giữ cái vỏ. 3 nè, con chưa ăn ốc mà sao đổ vỏ được. Rồi, Nam nhớ ra câu thoại của mình chưa? Con chưa ăn ốc mà sao đổ vỏ được. Con chưa ăn ốc mà sao đổ vỏ được. Số 3 đúng không? Dạ. Nam, đáp án của em. Số 2 nè. Ủa thì đúng mà, ăn ốc ngu gì giữ cái vỏ. Thôi, em nghĩ em sẽ nói câu đó. Mà em cũng xi nhan rồi đó. Không phải, tại cái chữ đó nghe nó giống như cái âm chữ ba đó. Ba. Nam ơi. À, em có cái mẫu đơn chưa? Đơn gì? Đơn ly hôn. Trời ơi trời, tào lao à. Sao cái đêm nay làm gì em tính tới chuyện đó luôn rồi đó. Nãy giờ chị thấy không có vô được một cái gì hết trơn á Nam. Tập ruột quá trời quá đất luôn. Ghê. Thôi bây giờ hy vọng ở những câu còn lại nè. Câu hỏi liên quan tới đồ vật. Xin mời. Ở đây chúng ta có 3 món đồ vật ha. Hoa nè, một con gấu bông nè, rồi một con heo đất. Nếu được tặng một món thì Ngọc Quyên sẽ thích món quà nào nhất trong 3 món quà này? Rồi, quài luôn. Em chọn luôn hả? Ừ. Dạ con heo. Tại sao em chọn con heo? Heo để tiền nhiều em thích. Heo để tiền nhiều em thích. Ủa em ơi, trong nhà mình để tiền vô heo đất hết hả? Dạ. Xong bỏ mà ông ấy tặng cho em là em sẽ, ông sẽ để đầy heo rồi mới tặng cho em. À bỏ dạ, đầy vô rồi mới là em tặng. Em thích tiền dạ. Mà nó từng có món quà như vậy chưa em? Dạ có rồi. 8 tháng 3 anh đập ra xong rồi em đếm rồi nha, cái em từ được mười mấy triệu á, cái xong mà cái ông lấy ông nói thôi gì được rồi để bà dắt mẹ đi ăn. Ủa em ơi, vậy em tặng chi vậy? Tặng cho có hình thức quay clip ra. Mục đích là để quay clip thôi. À sao dạ. Tiền vẫn cầm về em? Dạ tiền vẫn thuộc về em chứ. Trời ơi rồi, cảm ơn em trai nha. Em ơi, rồi sau cái lần tặng con heo mười mấy triệu đó, dạ. Còn tặng con heo nào khác nữa không? Dạ không. Đến giờ luôn em hả? Không thèm nữa. Em quê rồi em không thèm nữa. Thế nào cũng chưa chiêu gì nữa. Thôi em thèm nữa. Bỏ luôn đúng không? Rồi đáp án của Lê Nam giơ lên. Khủng long hả? Con heo. Con mình khủng long coi hả? Rằng đó là con heo đi nha. Con heo anh à. Cứ cho rằng đó là con heo đi. Như vậy là câu này mình trùng khớp. Dạ. Đây câu cuối cùng cũng là một câu mà liên quan tới những món đồ. Xin mời. Ở đây mình có một cái điện thoại, một cái đồng hồ và một cái giấy tờ tùy thân bằng lái xe hoặc là thẻ căn cước gì đó. Đồ vật mà Lê Nam hay quên nhất khi đi ra ngoài đường. À, chọn đi Nam. Viết xong im nha, đừng có tằng hắn, đừng hứ hấy gì hết trơn, trò thử coi làm sao. Viết xong rồi úp vô người á. Ta. Rồi, mời Quyên. Này Nam. Giấy tờ tùy thân. Dạ. Thường không em? Ông dạ, đơ rồi kìa. Vậy hả? Là quên bằng lái xe hay là quên chứng minh dạ, nhân dân? Quên giấy tờ nhiều lắm anh, chứ không phải là riêng là cái này. Chắc xin mẫu đơn giống chị Tường nói quá. Chị thiệt. Điện thoại. Điện thoại ít mà. Nhưng mà là cũng có quên điện thoại. Dạ cũng có mà ít lắm, giấy tờ nhiều. Em ơi em, hay là bây giờ em quên luôn cái chuyện là em quên cái món nào nhiều hơn hả? Không, bây giờ em thiệt em không biết là phải vợ không không luôn à. Phải vợ. Nãy giờ không tính câu nào hết. Anh nghĩ là cái người mà bên cạnh em á, người ta sẽ nhớ rõ hơn chính em. Và những lần mà chồng em quên giấy tờ là trong quên, trường hợp nào? Quên nhiều thứ lắm anh, chứ không phải là đi điện thoại hay là giấy tờ nữa. Ừ. Quên quần, quên áo nữa. Ủa anh quên gì? Quên gì?
Trời ơi, quên quần áo luôn hả Nam? Quên quần áo là tức là khi mà chồng em tắm rửa xong rồi đi ra dạ, đường đi làm phải. Luôn hả? Là bữa đó là ông quay phim thì ông soạn đồ đó là dây người già nhưng mà ông để ngoài xong rồi ông không nói em để vô. Vậy là quên phục trang đúng phục không? Phục trang. Hết hồn. Nghe quên quần quên áo tưởng đâu đi ra đường mà quên bận quần bận áo. Rồi anh cảm ơn Nguyên mời em về chỗ. Thì cái nãy giờ cái cặp vợ chồng này hình như cái câu mà đúng á, chắc đếm được trên một bàn tay đó. Không chưa có. Ngón tay. Đúng được ba câu. Ba câu đúng được ba câu. Sao ba bình luận thấy sao về cặp này giờ trời trật quá rồi giờ sao giờ? Chứ tôi mới nửa gửi cái đơn rồi đó. Các người nó cho đơn rồi đó. Thì cái không lẽ bây giờ trật quá thôi mình mời về luôn. Thôi chồng mày. Chồng em có những cái hiểu ý nhau nữa. Đâu gì đâu không thấy gì hiểu nãy giờ chưa hiểu gì luôn. Đâu thiệt. Thương lắm. Gia, cái em cũng kỳ nữa, nghệ sĩ lên hình thì người ta đàng hoàng chút đi, cũng ăn gian đồ này kia gian lận mà thấy ông trời nghiệp quật à. mà nó nghe sao mà. Khẩu hình em cũng không có được, nó diễn cũng không tròn cái vai mình nữa thiệt. Hồi nãy nếu mà mình cố vớt giác thêm chút nữa đó là dính được câu bạn nhậu. Coi như là Long đẹp trai cũng nằm trong đội bóng đó, coi như vớt giác được thêm miếng đó nữa. Chắc là em phải đi diễn nhiều. Dạ em đi suốt ngày. Vợ vẫn làm spa hả em? Dạ. À, cho nên chắc là mình ít có thời giờ để mình nói chuyện với nhau đúng không? Dạ ít nói chuyện nhưng mà hai chồng em mà thích giỡn nhiều hơn. Tạt nước đồ hả? Dạ tạt nước rồi đó. Nói chuyện không có nhà mận chuyện thì vẫn còn. Chị nó thông cảm cho anh Nam đi. Có một khoảng thời gian á em hợp tác với anh Nam là biết là nhà thì tuốt ngoài Bình Dương mà quay là quay ở Thành phố Hồ Chí Minh không à? Ồ, em có hợp tác với anh Nam hả? Dạ có. Sao một em không số quên anh quên tên em rồi đó. Đó, không có không có em tên Hải hồi đó anh hay kêu em vậy mà ngoài đã quen từ 4 năm nay rồi à, vậy hả? Dạ suốt 4 năm nay kêu em vậy thôi Hải ngoài ghét số điểm bao nhiêu đây là đơn chị thường gửi đó cái gì mà, trời để người thôi 6.5 hả trời em tệ gì luôn hả điểm kỹ thấp nhất trước giờ luôn cho điểm này kỷ lục không con kỷ lục gia đình từng 6 điểm rồi đó có cặp gia đình 1-6 điểm rồi từ từ những cái dòng sao kéo lên đó nhà mình mới vô quên quá cho nên 6.5 là phải rồi em ơi cặp này tôi nghĩ tới cuối cũng vậy à thôi từ từ lên lại vậy nha từ từ sẽ lên lại đúng không còn giờ hai em chấm điểm lại cho gia đình mình một lần nữa đi nào nhiêu điểm 9 điểm không ê ông giỡn nha ông giỡn à không giỡn à không nổi đâu vậy thôi 7 điểm Và bây giờ chúng ta sẽ đến với thử thách thứ hai. Đo độ sẽ chia. Thưa quý vị, thử thách ở vòng 2 này nó cũng không có khó lắm. Nhưng mà hai vợ chồng cần phải tính toán coi cái sự cân bằng nó như thế nào. Cũng như là khi họ trao đổi những cái món đồ vật trên cái khay này cho nhau. Ở đây, mỗi người sẽ cầm một cái khay. Anh sẽ lần lượt để những cái món đồ nào đó mà anh thích lên hai đầu. Ví dụ thế này, đó, cân bằng không? Dạ. Bên đây cũng sẽ y chang vậy. Dạ đúng anh cũng sẽ để hai trái bí lên cho em. Dạ. Rồi hai vợ chồng sẽ di chuyển lên trên cái vạch trên này. Dạ. Sau đó dùng cái bàn tay còn lại của mình lấy một trái bí ra đó để trao đổi qua bên đây nam cũng vậy cố gắng làm sao cho nó thăng bằng không được để cho nó nghiêng nữa lật úp nha vấn đề là phải khó thăng bằng khó à khó đây anh sẽ cho các em đi từ những cái vật nó nhẹ nhàng trước hai cái ly bên đây cũng vậy lên cái mức trên đó là hai vợ chồng sẽ lấy để mà hoán đổi cho nhau nha bắt đầu đi chứa nè, bên đây chứa nè. Nè, đúng rồi, lấy đi. Lấy, đó, đúng rồi. Đó. Rồi bên đây. Từ từ, bình tĩnh. Ngon luôn. Rồi, qua đây. Khó hơn chút nha, khó hơn chút nha. Giờ hai chai nước đá. Cái gì nghiêng ngửa quá vậy Nam? Đá. Đấy, đó. Đá nha, nặng á. Đi. Rồi, đi. Bên đây. Từ chưa? Chà. Rồi, đó. Cắt đi. Để xuống từ thôi. Từ chứ. Từ chứ bạn. Rồi. Hay quá, mình hiểu nhau rồi đó. Qua bàn luôn. Mỏi hả Nam? Mỏi chứ. Mơ có chút là mỏi rồi. Đổi tay. Bây giờ anh thèm uống sữa.
Rồi. Đi. Đi. Bên này trước. Mình giải cứu Thanh Long nào các em ơi. Chàng đứng viên ngủ ha. Đây. Rồi, em để đây. Không có để lên cánh tay, để lên bàn tay của mình thôi. Đó. Rồi, đi chưa? Đi chưa Nguyên? Đi. Đi Nguyên. Đi là Nguyên. Thôi nha. À, lấy nè. À, ta. Để biết để nằm. Rồi, ráng. Lượt cuối cùng là Quyên. Chưa sao. Tết nào, Tết. Vẫn còn trong vòng chính xác. Nam bỏ bên kia. Đó. Bắt đầu. Cố lên. Không được, từ từ ba rồi. Nè, cứ để anh thiết. Anh! Từ từ. Từ Nguyên. Ghê quá à. Từ đi. Từ. Mày để bên đây không? Đúng rồi. Mày để đây, mày để cho ba đi. Để xuống. Đúng rồi. Từ từ, nó lăn một cái rồi xong rồi luôn á. Đi vô liền, đi nhanh lên. Trời ơi. Ôi. Ê, nè, em lấy liền đi chứ. Lấy liền đi nè. Thành công, chúc mừng. Coi như bữa nay về là khỏi tập tạ em ơi. Em ơi, lên con chuột, lên con chuột luôn lập tức nha. Mời hai vợ chồng về chỗ. Sao em, sau khi mình cùng chồng chơi cái trò chơi này, có giống như những cái trò chơi ở nhà mà hai chồng thường đùa giỡn với nhau không Quyên? Dạ không. Ừ. Dạ. Nhưng mà cái cảm giác thế nào, nó có giống vậy không, nó vui không? Dạ vui lắm, em với chồng em giỡn là vui lắm. Giỡn ở nhà là hai chồng giỡn thương luôn hả? Dạ. Mà có bao giờ chồng giỡn mà giỡn nhây không em? Có, giỡn nhây hoài quạo luôn anh, gần hồi cái lộn luôn. Vợ chồng em có một cái tật là có nghĩa là mới giỡn rất là vui. À, sau đó là quạo, quạo hồi nó cái ly dị. À, mà thường là ai là cái người nhây? Ổng hả? Ổng nhây lắm. Ủa có đòi ly dị luôn hả? Có luôn á chị. Ly dị, đòi ly dị lắm. Có viết đơn lần nào chưa? Có viết đơn luôn. Viết đơn mà không dám đưa bà ký, là bà ký thiệt chết. Cái gì chơi thôi. Quyên mới nói kìa, đòi lý gì mà đòi vô duyên lắm, lý do gì mà đòi Quyên? Thì em nói anh đang giỡn vậy, xong rồi cái em nói thôi không giỡn nữa, để mẹ đi dọn dẹp nhà cửa để cho con ăn, cái ông không chịu, xong rồi cái nói qua nó lại cái lộn. Ủa gì kỳ vậy nè, em vô duyên thiệt cái làm. Em cảm giác là vợ chồng sống nhau phải hiểu ý nhau, bây giờ chơi đang vui mà tự nhiên giống như cắt đứt niềm vui của em. Nhưng mà giờ em đi làm gì? Đi lo chuyện nhà, đi lo cho con của em. Cái chuyện đó thì sao khi em đi làm vẫn làm được mà. Trời ơi. Đòi hỏi. Còn ngang ngược thiệt luôn. Ban bình luận thấy thế nào? Em rất thích cái game vừa rồi, bởi vì nó không chỉ đơn giản là vận động để thấy mà hai người kết hợp hoàn ý hay không, mà bởi vì cái tính tượng hình ẩn dụ của nó, cái việc giữ thăng bằng những đồ vật nặng trên tay á, nó giống như là cái cách đối diện với những áp lực trong cuộc sống á. Cái việc giữ cân bằng giữa hai bạn có tốt hay không là do sự thỏa thuận, thỏa hiệp. Thì chúng ta đã thấy được là anh Nam luôn luôn chủ động đưa ra những cái điều khiển và những cái hiệu lệnh đối với vợ của mình. Lấy uy tín nha Quyên nha, lấy uy tín lên nha. Được rồi, lấy nè. Nè. Đi nào Quyên.
để hai người làm cho thật tốt. Và đôi khi có những lúc là những cái chiêu trò nhỏ nhỏ, những cái tiểu xảo của anh Nam á, nó cũng là cách để giữ những cái vật nặng trên tay. Giống như trong cuộc sống thì em nghĩ là hai anh chị vẫn biết lắng nghe nhau, chứ không phải lúc nào cũng khắc khẩu. Không, chọc là chọc đùa vui vậy thôi, chứ phải ăn ý chứ. Dạ. Mới sống với nhau được tới lần này chứ, ông này cũng đâu, nắm ổng đâu phải dễ. Không có vừa đâu. Đâu phải vừa gì mà cô này phải là có chiêu gì mới vậy đúng không? Chứ mấy cái lúc mà ở cái cà phê giỏng đó là người ta bàn chiêu nhau hết trơn rồi. Bàn hết rồi. Em tưởng lo đu đưa không? Không. Cho nên nói cái chuyện ly dị là nói cho vui thôi. Chứ mà ở nhà hai đứa mà cũng có viết đơn đó là bậy, nam phải bậy nha, cái đó bỏ nha. Em giả bộ thôi. Chừng nó có huông đó, không có giả bộ mấy cái đó được. Bởi vì cái từ ly dị là cái từ gì nó cấm kỵ gớm lắm, cấm kỵ lắm. Quen nhau mà chia tay thế nào cũng chia tay thiệt, có huông đó. Ở chị rồi đem cái giấy ly hôn lên cho em chị, nhưng mà trên nó không có ghi gì hết, em ký ở dưới. Nhiều khi chỉ là giỡn thôi, trong đầu trong thâm tâm mình là không có ai nghĩ tới cái chuyện ly dị hết trơn á, nhưng mà mình ghi đó vô làm chi. Nhiều khi bây giờ đang giỡn vui rồi, cũng chuyện nó cũng bình thường, nhưng mà sau này trong cái cuộc sống đâu biết đâu được. Nó có một cái sự cố gì đó, cái tự nhiên làm mình suy nghĩ lại những cái việc đó, giống như cái nó thiệt đó là nó có huông bỏ cái vụ đó, bỏ liền. Chứ thật sự qua cái trò chơi thì thấy hai đứa em rất là hợp ý nhau, giống như Hoàng rapper đã nói á, nó cái sự tinh vi á, tinh tế á, trong cái trao đổi những cái thông điệp để mà có thể mà giải quyết được một cái vấn đề. Cho nên chị nghĩ nếu mà có bất cứ cái khó khăn gì trong cuộc sống có diễn ra trước mắt tụi em thì tụi em cũng sẽ dễ dàng bước qua vì sự đồng tâm tương ứng của hai đứa em. Dạ, nhưng mà ngoài vụ giỡn nhây ly dị á, thực sự là có lúc nào gia đình mình nó bị mất thăng bằng chưa? Không, gia đình em thì em từ cái là em có chiêu nhiều chiêu lắm đó. Khó bỏ được em lắm. Dạ. Ốc méo chiêu cho Hoàng học hỏi coi. Dạ. Ốc méo lắm phải không? Dạ không, trời dữ lắm, méo rồi. Cái vợ được cái là ví dụ vợ em mà giận là em có chiêu. Giờ bà sao, bà muốn ly dị không? Bà kêu ly dị liền. Thế thôi được rồi, để tôi tính với bà sao, là bắt đầu ra sao, bắt đầu gọi điện thoại. Alo, thuốc chuột hả? Có bán tôi dĩ thuốc chuột tôi cho tôi uống coi. Sợ tự tử. Trời. Thôi chồng ơi đừng vậy, kỳ lắm. Thôi, đừng cứ tự tử vậy thôi. Vợ biết rồi, vợ biết lỗi thôi, hai mình về nha. Là về lại. Dạ. Trời ơi. Ông chính vì vậy hai chồng rất là hợp nhau á. Mà nãy Cát Tường có nói một ý là ông Nam nhiều chiêu thế nhưng mà vợ phải có gì đó mới giữ được. Chị để ý thấy là trong cái trò chơi á, thực ra đó là người mà để cái đồ vật lên cái khay trước thường là quyên để mà vẫn giúp cho chồng giữ được cái thăng bằng. Ông kia cái miệng nói tới lia vậy đó, ổng ra hiệu lệnh đồ vậy kia đó, nhưng mà chị thấy là hiệu lệnh đó chỉ có giá trị với ổng thôi, mà tay ổng vậy nè. Nên chị nghĩ rằng là chắc là trong gia đình em rất là vén khéo. Dạ. Em cân đối sắp xếp hết mọi thứ, kể cả cái việc chồng đi quay em sắp xếp đồ đạc ổng quên rồi nọ kia đó. Nên chị nghĩ là cái phần đầu chắc có lẽ là cái giao tiếp truyền thông nó ít, cho nên cái thông tin của mình nó hơi khác nhau. Nhưng mà về cái thấu hiểu trong cái cuộc sống, chia sẻ tính cách thì chị nghĩ là có rất là nhiều. Vậy thì bây giờ điểm số mà ban bình luận dành cho gia đình của Lê Nam sẽ là bao nhiêu? Hồi nãy 6.5 rồi, cho tròn 7 đi. 8.5, 8.5 điểm. Từ 6.5 đến 8.5 là một khoảng cách rất là xa nha. Dạ. Rồi giờ tới nhà mình nè, nhiêu điểm? Trời ơi, sao cái cú đó mình phải thừa thắng đi lên chứ. Cho 5 đi chứ. Thôi vững 7. Vững 7. Thôi thống nhất lại với vợ đi kìa. Thống nhất lại thấy sao? 7 đi. Rồi, vẫn là 7 điểm. Không sao, mình vẫn còn một thử thách nữa. Và cái điểm số ở thử thách cuối cùng này nè, nó mới quan trọng, nó mới quyết định là nhà mình sẽ có được những cái phần quà như thế nào từ chương trình, cũng như là chính xác cái độ ăn ý, độ thấu hiểu của hai đứa em. Thử thách cuối cùng mang tên Cùng Lên Tiếng. Ơi, anh về rồi nè. Ôi, anh mới về hả? Ừ. Dạ, anh mệt. Sao vậy trời? Anh đó. Mệt quá. Không sao, mệt say nắng thôi ạ. Bữa nay làm nhiều lắm hả anh? Hả? Trời ơi, nè, anh uống miếng nước đi. Rồi, cảm ơn vợ nha. Mệt lắm không? Anh đói bụng không? Ăn cái bánh này đỡ nha. Thôi, chút nữa ăn đi, anh ngồi nghỉ mệt đi. Mệt lắm hả? Ăn không nổi đâu. Rồi. Trời ơi, coi cái bụng. Bụng kìa. Cái bụng á bây giờ hả? Như cái bụng bầu vậy á. Cái này là cái thương hiệu của anh nha. Thương hiệu. Y chang luôn á. Thương hiệu. Cái thương hiệu gì mà kỳ cục vậy, sợ thiệt luôn á. Chứ sao giờ anh có một cái điểm riêng của anh chứ, nên phải chạy như vậy chứ.
anh làm ơn đi, nhưng mà đến thời gian đi tập giùm em đi. Cái gì? Đi tập cho bớt cái bụng đi. Người đi... xồ xề thấy ghê. Đi tập bớt cái bụng thì anh đâu còn là anh nữa, anh giống người ta rồi sao? Chở vô lấy đồ cho anh đi. Anh tắm rồi cái anh thay đồ cái anh đi làm nữa. Đi làm? Ừ. Mới đi về đi làm nữa, anh đi nhậu thì có. Nó nói là không có đi nhậu mà. Không đi nhậu chứ đi làm gì, giờ này đi làm trễ rồi đi làm gì nữa. Nói chung là nhiều việc lắm thiệt. Không có nhiều việc. Ở đâu mà ra mà việc quá trời việc vậy? Mới vừa chưa đặt bếp ngồi nóng đến nữa mà đi làm rồi. Anh coi anh kìa, không có lo sức khỏe gì hết trơn á. Về hả, uống miếng nước rồi đi tiếp rồi riết rồi. Dạ, thiệt á, đi ra đường á, ai cũng tưởng anh là chú em hết trơn. Tại vì thương hiệu đâu có chuyện gì để nói nữa đúng không? Nói đúng quá rồi. Vấn đề là như vậy. Anh á, là anh lo công việc trước, sức khỏe sao đúng không? Hình như còn em là em chủ yếu em lo sức khỏe với công việc. Làm như anh với em không hợp nhau hay sao á. Không có hiểu ý gì trơn á. Ủa anh nói vậy là sao? Giống như bây giờ anh với em mà đi thi chắc 10 câu trả lời được một hai câu á. Thiệt, anh nghĩ là vậy á. Chắc anh với em là chắc là cặp vợ chồng làm nên kỷ lục á. Nói gì không bây giờ à? Mình đã giải quyết như nó thế, bây giờ anh đã vô lấy đồ đi để cho anh đi. Không, em nói là muốn đi đâu thì cũng phải ăn uống cho đàng hoàng, lúc nào cũng làm việc, làm việc, làm việc làm sao lý dị. Bữa nay em chưa đòi ly dị là anh đòi ly dị em hả? Gan quá ha. Bữa nay anh ly dị trước em. Anh gan quá ha, dám nói lại lần nữa không? Ngu à. Nói chơi thôi, bây giờ muốn ăn thì ăn nè, rồi ngồi ăn. Mệt ghê vậy á. Thiệt tình luôn á, không có công việc gì hết. Anh làm ơn đi, anh chú ý sức khỏe giùm một chút. Anh nhớ không? Anh nhớ lúc trước anh vì công việc không? Bán mạng không? Rồi sao? Em phải hiểu á. Bây giờ công việc nếu như mình không làm, người khác làm, mình nghĩ hoài cái người ta quên mình, người ta không kêu mình nữa, hiểu không? Bây giờ nè, tiền nhà nè, con cái nè, tùm lum hết trơn á, hở ra là tiền, cho nên là anh phải đi làm chứ. Em biết là tiền nó rất quan trọng, nhưng mà anh không có sức khỏe làm sao anh có tiền được? Người ta sẽ không bao giờ quên anh đâu. Có cái thương hiệu này nè, không bao giờ được bị quên đâu nha. À rồi, nhưng mà vợ yên tâm đi, anh biết sức khỏe của anh, yên tâm, không sao hết nha. Không, bây giờ vô lấy đồ cho anh đi đi. Ly dị à? Có nghe lời không? Dạ. Không nghe lời là ly dị. Bây giờ không lấy đồ đúng không? Không lấy đồ. Anh ở giờ đi làm luôn. Anh bây giờ ly dị luôn. Trời, anh công việc quan trọng hay sức khỏe quan trọng hả? Thôi đằng nào thì ông cũng chạy đi rồi, giờ chạy theo giấm dúi được cho gói xôi ổ bánh mì gì đó đi theo đó. Cảm ơn Long Hồ và Kiều Ngân. Công nhận là hai bạn nhân viên Kiều Ngân với Long Hồ vừa rồi đã làm rất là giống hình ảnh của Lê Nam. Nhất là Long Hồ từ cái cách diễn, rồi cái cách nói, rồi rề rề từ từ, rồi cái điệu bộ như ông già cũng giống. Rồi còn Kiều Ngân thì cũng cố tình tạo cái hình bên ngoài nó giống như là Quyên giờ, cột tóc hai chùm như Na Tra vậy đó. Hai em coi có thấy bóng dáng mình trong đó không? Giống dạ, y giống dạ, y luôn hả em? Y chang luôn dạ. Mà cái tính cách của cái chị diễn viên hồi nãy là giống em ở nhà y vậy không á? Là ở nhà em cũng màu ào vậy đó hả? Dạ màu vậy đó. Cũng đút ăn đồ. Đút ăn. Cũng đút đồ ăn luôn. Giá trị bảo quan trọng lắm, giống như sau này không có tôi ai đút cho ông ăn, làm như không có ai thì sao? Nhưng mà trong cái câu chuyện vừa rồi á, cái ý nghĩa của nó là cái chuyện là làm việc nhiều và dạ, sức khỏe thì cái nào nó quan trọng hơn. Nhưng mà với Quyên là một cái người vợ ở nhà, và đặc biệt là Nam cũng đã từng trải qua một cái căn bệnh nó cũng rất là nguy hiểm dạ, cho nên là Quyên lo cho Nam về cái sức khỏe nhiều như vậy, anh thấy cũng là điều hợp lý mà đúng không? Dạ. Em nghĩ như thế nào về cái việc này hả Nam? Dạ đúng rồi, thì tất nhiên vợ em phải lo cho em về sức khỏe. Nhưng mà có bao giờ em nghĩ tới cái việc là em cũng sẽ bớt công việc lại, hoặc bớt những cái chuyện mà đi chơi ăn nhậu lại để giữ gìn sức khỏe của mình, để cho vợ bớt lo không? À bây giờ là ăn nhậu này nọ cái bỏ bớt rồi anh, bỏ luôn rồi đó. Chỉ có đi đá banh thì lâu lâu đi đá banh rồi anh em gặp lại chút xíu thôi. Nhưng quan trọng nhất bây giờ công việc thì em cũng chưa bỏ được. Dạ, cũng phải cày bừa lắm. Dạ. Còn Quy em thấy sao? Em thấy ông xã bây giờ so với trước là có tiến bộ hơn chưa? Dạ tiến bộ hơn nhiều anh. Dạ ít nhậu nữa. Ví dụ công việc mà quá lắm thì ổng mới đi, còn không ví dụ mà mấy cái bạn mà không có dạng như là không có thân thiết mà cũng có rủ đi á, thì em nói thôi ở nhà đi, nhà vợ con đi, mà ba cứ đi hoài vậy đó, bình thường ba đã đi suốt rồi, thôi mình ba ở nhà chơi vợ con, không chở vợ con đi siêu thị á, thì ổng ở nhà liền à. Ừ. Mà ngày trước á Nam, khi mà Nam chưa bị cái bệnh mà một trận nặng thiệt nặng như vậy đó, thì lúc đó những cái lời khuyên của vợ cũng như là cái sự chăm sóc ân cần của vợ như vậy á, có làm cho em cảm giác đôi khi khó chịu không? Dạ không anh. Dạ được vợ chăm sóc vui chứ sao khó chịu được. Dạ vợ em cũng hiểu ý em, chịu khó chịu thương em. Dạ. Nhưng mà lúc đó vợ nói chứ mình đi vẫn đi phải không? Dạ đi vẫn đi. Dạ. Giống như nước đổ
gì, nước đổ lá khoai lá môn, nước đổ đầu dịch, nước đổ đầu dịch đó. Thật ra khi mình còn khỏe mạnh á, mình rất là ý y về cái sức khỏe của mình. Đến khi một lần mình bệnh nặng mình nằm á, thì lúc đó mình mới biết quý trọng cái sức khỏe của mình nó như thế nào. Thì Nam đã từng trải qua một cái căn bệnh, một cơn bệnh như thế. Và sau cái lần đó thì Nam có lẽ là biết ý thức hơn trong cái việc là giữ gìn sức khỏe, cũng như là trân trọng những cái gì mà bà xã lo cho mình. Ý kiến từ ban bình luận thế nào? Em cũng gắn bó với Nam cũng khá lâu, nhưng mà thật sự thì anh Nam ngày nay á, đã khác với Nam ngày xưa rất là nhiều rồi. Anh Nam bây giờ á, ăn nhậu thì còn nữa, anh ăn thôi chứ anh không có nhậu nữa. Ngày xưa anh có sử dụng thuốc lá, bây giờ lâu lâu chỉ uống thuốc thôi, uống thuốc bổ chứ không sử dụng lá nữa. Và bây giờ răng anh cũng trắng hơn ngày xưa rất là nhiều. Làm bằng sứ đẹp. Rồi nói về phía khía cạnh anh Nam thì anh cũng hãy lắng nghe lời vợ, rõ ràng là mình bỏ đi những cái thứ nó tiêu cực đó thì cuộc sống và sức khỏe mình đã được cải thiện hơn rất là nhiều. Nhưng mà đứng về phía của bà vợ nè, nhiều lúc anh em tụi em nè cũng muốn tâm sự với Quyên nhiều lắm luôn á, để Quyên và thông cảm cho anh Nam. Nhưng bà vợ ơi, làm ơn á, nếu mình có ghen hay là mình có những cái suy nghĩ gì muốn chia sẻ với chồng mình á, thì lựa thời điểm thích hợp để chia sẻ. Nhiều lúc anh Nam đang rất là căng thẳng trên sân khấu, đang muốn tập trung vào những vở diễn, chỉ cần một cái nhắn tin hay một cuộc điện thoại của chị Quyên thôi mà làm cho anh Nam phải suy nghĩ, bị phân tâm rất là nhiều. Mà cái cảm giác thí dụ như hai vợ chồng ở chung nhà, chung chỗ, tối về một ngày giải quyết được, đằng này thời gian đó một người thì ở Bình Dương, một người ở Thành phố Hồ Chí Minh, đâm ra mình không muốn gặp mặt trực tiếp để trao đổi, nói chuyện điện thoại thì không ai chịu nghe ai, rồi nếu mà không nói chuyện thì bao nhiêu suy nghĩ nó bị phân tán tư tưởng nữa. Đâm ra là đó là một trong những nguyên do mà dẫn đến căn bệnh đó của anh Nam. Tới thời điểm đó anh buồn quá, anh làm gì, buồn quá đi nhậu xong đột quỵ hết. Nói chung đàn ông thì thường lo sự nghiệp. Tại vì khi phụ nữ lấy chồng á, mà đã quyết định lấy chồng là khi nào cũng là giống như là toàn tâm toàn ý lo cho chồng. Hầu hết 95% chị em phụ nữ mình là vậy. Nhưng mà các quý ông thì vẫn còn là ham công tiếc việc. Với cái thứ hai nữa là gánh nặng của quý ông thì mình cũng thông cảm. Nghĩ thôi anh bớt làm đi, em làm một mình thôi cũng được đó, đúng không Quyên? Dạ đúng rồi, đúng em có nói vậy đó. Mình làm một mình thôi cũng được, nhưng mà em cũng phải thông cảm cái người đàn ông mà nếu mà người ta không làm gì hết, cái ta cảm giác giống như mình là gánh nặng cho vợ con. Với lại cái nghề này nó cũng ăn trong máu, và cái nghề diễn nó nghề, ví dụ Nam không làm thì Nam ở nhà cũng rất buồn. Chứ còn chị Tinh thì qua lần đó Nam biết rõ hơn ai hết là cái việc gì cần phải làm và gì cần phải bỏ. Nó thật sự cái nghề mình nó cũng có cái kỳ nữa. Bạn bè nhất là bạn nhậu á, dai lắm mà lì la cha như đĩa. Thiệt, nhiều khi cũng phải hiểu hoàn cảnh. Rồi trách mắng, ví dụ gọi Hoàng Rapper rủ Nam đi nhậu, cái Nam không đi, nay thôi tao nhảy vợ. Bởi vậy tụi bay mày là sợ vợ bắt chước tao. Có, cái nghề mình cũng có nữa. Nói qua rồi thì chị cũng xin hỏi lại chút là cái thời điểm mà Nam bị ốm như thế đó thì em cảm thấy như thế nào về cái cuộc sống? Nghe nói khóc dữ lắm đúng không? Dạ khóc, em khóc, khóc rồi, em niệm Phật rồi. Em suy nghĩ, em nói em đi tu luôn mà. Mà em nói là em chỉ cầu cho chồng em tỉnh lại là em không có dậy nữa. Rồi em nghĩ là ủa sao tự nhiên mình dậy ta, mà mình đâu bắt được chồng mình gì đâu. Mình làm vậy rỗng chạy từ Bình Phước mà ổng chạy về, mà lỡ ngay lúc đó mà ổng tức giận quá, ổng nóng quá. Tự nhiên cái bản thân ổng nóng tính lắm. Em nói thôi vậy mốt không, em không có dậy nữa, em ráng em kiềm chế lại. Một cái cảm giác hối hận. Dạ cũng hối hận. Và khi mà chồng vượt qua được cái bệnh đó thì em có nói điều đó với chồng không, hay là những câu đó vừa rồi chồng mới vừa nghe? Dạ không, em nói hoài luôn. Lúc mà ổng mới xuất viện về là em nằm kế bên thỏ thẻ, thôi vợ xin lỗi nha, mốt vợ không vậy nữa, mai mốt giờ vợ sẽ tiết chế nhiều hơn nữa. Tự vì chồng làm diễn viên, mẹ cũng biết là ba làm vậy rồi, nên thôi để mẹ từ từ mẹ cải thiện bản thân nữa, mẹ không có ghen bậy bạ để cho ba tức giận lên. Nam, rồi sau cái trận đó như là những điều vợ nói như vậy đó thì em suy nghĩ như thế nào? Dạ em thấy là giống như em cảm hóa được một con người luôn rồi đó. Ghê lắm, lúc đó là tại cô vợ ghen dữ lắm. Em ghen lắm chị. Trời ơi, ghen giờ là em không còn ghen nữa luôn. Tới đó, em đi về, em đi làm về trễ 5 phút thôi là có thể xây dựng một câu chuyện. Đi với ai, vô khách sạn, phòng máy, rồi xong việc xuống trong vòng 5 phút thôi á. Ghê. Đồ vậy đó, ghê lắm, ghen dữ dằn lắm. Sau đó em đã cảm hóa được sau cái cú đột quỵ đó. Em cũng tự cảm hóa được em nữa đúng không? Dạ có cho em luôn, dạ, bỏ nhậu luôn. Dạ. Lửa thử vàng, gian nan thử sức ha. Chị hỏi thêm để có cho thấy là cái câu chuyện gia đình mình trò chơi đồ thì nhiều, nhưng thực ra không phải dễ để có được những cái giây phút mà nó thanh bình như vậy. Dạ. Nên chị nghĩ rằng là trong cái rủi nó có một chút cái may. May nhất là em vượt qua được cái căn bệnh đó. May thứ hai là vợ chồng đã trưởng thành hơn trong cái vai người vợ người chồng. Dạ. Chị nghĩ điều đó là cái điều rất là đáng quý. Mai này dù bất cứ cái sự việc gì xảy ra, chỉ cần nhớ đến cái thời khắc đó, chắc chắn là hai vợ chồng em không bao giờ mà có những cái mâu thuẫn xung đột. Cho nên là cái điểm số của tụi em thì chị nghĩ rằng là quán cái câu chuyện không phải chỉ ở trên sân khấu này đâu, mà còn cả cái cuộc sống của tụi em nữa. Dạ. Tụi chị rất là đồng cảm với điều đó. Khích lệ lên nè.
đừng 6 điểm rưỡi nữa. Bây giờ thì ban bình luận đang hội ý để cho ra số điểm, nhưng mà họ chưa công bố liền đâu. Hai vợ chồng em cũng vậy, hai chồng em cũng hội ý với nhau xem viết cái số điểm mà các em nghĩ rằng nó phù hợp nhất với thời điểm này của vợ chồng mình về mức độ ăn ý lên trên bảng, để lát mình so sánh coi có trùng khớp với ban bình luận hay không nha. Quan trọng nhất bây giờ công việc thì em cũng chưa bỏ được, cũng phải cày bừa lắm. Việc mà quá lắm thì ổng mới đi, còn không dụ mà mấy cái bạn mà không có dạng như là không có thân thiết mà cũng rủ đi á, thì em nói thôi ở nhà đi, nhà vợ con đi, mà ba cứ đi hoài vậy đó, bình thường ba đã đi suốt rồi, thôi mình ba ở nhà chơi vợ con, không chở vợ con đi siêu thị á thì ổng ở nhà liền à. Được vợ chăm sóc vui chứ sao khó chịu được. Dạ vợ em cũng hiểu ý em. Chịu khó chịu thương em. Dạ. Mà ổng mới xuất viện về là em nằm kế bên thỏa thẻ, thôi vợ xin lỗi nha, mốt vợ không vậy nữa. Mai mốt vợ sẽ tiết chế nhiều hơn nữa, tại vì chồng làm diễn viên mẹ cũng biết là ba làm vậy rồi, nên thôi để mẹ từ từ mẹ cải thiện bản thân nữa, mẹ không có ghen bậy bạ để cho ba tức giận lên. Dạ em thấy à, giống như em cảm hóa được một con người luôn rồi đó. Cỡ đó chứ mình chơi không? Cỡ đó đó. Nghe lời mẹ đi. Tin tôi đi, cỡ đó đó. Rồi. Bây giờ mời điểm số từ ban bình luận. 9 điểm. Rồi. 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 9 điểm rưỡi. Ồ. Giơ cái bảng điểm dưới kia lên. Thấp hơn điểm từ ban bình luận. Như vậy là hai em sẽ nhận một phần quà từ chương trình 5 triệu đồng cùng với một cặp điện thoại thông minh trị giá 15 triệu đồng. Mời Lê Nam với lại Ngọc Quyên. Thưa quý vị, cuộc sống hôn nhân bao giờ cũng vậy, nó phải trải qua rất là nhiều những cái cảm xúc khác nhau, và có những cái khó khăn, có những thử thách mà vượt qua được thì họ mới thật sự ở bên nhau một cách bền vững. Và câu chuyện của ngày hôm nay, Lê Nam và Ngọc Quyên, là một câu chuyện truyền cảm hứng cho chúng ta về điều đó, vượt qua tất cả những cái trở ngại, những cái thăng trầm, những biến cố trong cuộc sống, để ngày hôm nay họ hiểu nhau hơn và họ hoàn thiện chính mình hơn. Chúc cho hai vợ chồng em lúc nào cũng mãi mãi vui vẻ, đầm ấm và hạnh phúc như thế này. Còn em thì sức khỏe tốt nha. Dạ, em cảm ơn anh. Đây dạ. Là một phần quà của chương trình 5 triệu đồng cùng với một cặp điện thoại thông minh trị giá 15 triệu đồng cho hai vợ chồng. Thưa quý vị khán giả, đến đây thì chương trình Bạn Đời Ăn Ý cũng xin được phép kết thúc. Chương trình cho Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với Hải Nam Media thực hiện, phát sóng hàng tuần vào lúc 21 giờ 30 phút thứ sáu trên kênh HTV7. Cảm ơn nhãn hàng Ruby của BBK và thương hiệu gia dụng Golden đã đồng hành cùng với chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại tuần sau. Hai vợ chồng thực sự như chị Tường nói cũng đúng, là ít nhiều khi ít trao đổi nhau. Ba hồi nói thích này, ba hồi nói thích kia, nên nó không hình thành được ở một trong đầu của vợ mình là thích, là mình thích cái gì. Chỉ biết là chắc mình thích cái đó thì vợ mình thích cái đó, còn mình không thích cái đó thì vợ mình không thích cái đó. Thì đó nên trả lời nó chưa có hợp ý nhau lắm, nên được ba cái, mà ba cái đó cũng nhờ Sihan mới biết, chứ không chắc cũng trực lất hết luôn rồi. Quyên chỉ là suy nghĩ theo lúc mà cảm ở lúc mình ở nhà sao thì chưa lên đó thì mình đáp án vậy thôi, nhưng mà lúc mà ổng có ra dấu hiệu cho mình, nhưng mà mình nghĩ là ổng giỡn thôi nên là cũng không để ý nữa. Giỡn sao được, sao giỡn được trời.